Dạ, xin chào cả nhà. Hôm nay hai anh em tài đặng lại xuống khu vực Đầm Nại nha cả nhà. Hôm nay cũng là video cuối của năm 2023 nha cả nhà. Hai anh em tài đặng xin chúc cả nhà một năm 2023 thật nhiều may mắn và bước qua năm 2024 nha cả nhà. Được nhiều thành công hơn năm 2023. Giờ hai anh em mình đi qua đây lại phát hiện một cái hang này cả nhà. Dạ đây cả nhà. Hai anh em mình đi qua đây nè, phát hiện dấu chân cua nó đi ở trên đất này cả nhà, ngất trời luôn. Chứ hồi nãy giờ kỹ rồi không khó thấy nó nằm ở ngoài cả nhà, qua dưới gốc cây đây có một cái hang ở dưới đây nè cả nhà. Này ở trên miền hang nó cũng có dấu chân này, giờ anh Đặng sẽ thọc thử nha cả nhà. Đúng cái này ơi, đúng đúng rồi anh, thôi à, to tại may mắn mà. Ê, dấu chân nó bầm nó đi kỳ quá trời luôn rồi, thôi chín hai kèo luôn lên cái nhà ơi. Và nữa nha. Hơn. Lỗ. Cua đầu tiên của hai em mình. Ồ trời, nó vàng khe luôn cả nhà. Chắc. Ok luôn. Còn hai lạng á, là mấy hai lạng. À. Coi còn một cái nè. Hết rồi cả nhà. Anh em mình bắt cột và đi tiếp nha. Dạ đây cả nhà. Hai anh em đi qua đây nè. Phát hiện cái hang này. Ở dưới cái đống cây này, ngoài đây nó có dấu chân nó băm vô nè cả nhà. Cái đó đúng. Đây, chân ở trong đây. Quá trời luôn. Đi xuống. Anh Đặng sẽ thử nha. Nước đang dâng vô cả nhà, nhìn nước đang lên. Này có một lỗ bự vậy nè. Có không? Ồ, sâu cả nhà ơi. Ồ, sâu dữ vậy. Nó bò, nó bò, nó bò, nó bò, nó bò, nó bò. Đây, đây, đây cả nhà, một càng cả nhà. Ôi chắc. Đây. Thôi nó nằm ở trên bờ chứ nó nằm ở dưới cái hàng sau là xong rồi. Coi chừng nó cắn à. Đó đó đó. Ôi chắc còn cứng luôn, cứng luôn. Vẫn ồm luôn cả nhà. Con này nếu mà hai càng nó gần 3 lạng, một càng nó chắc con này 2 lạng. Thôi nha, vừa thọc xuống cái nó chạy lên luôn. Này nó nằm ở dưới hang sâu đào cũng hơi mệt ra cho. Dạ, anh em mình đi tiếp nha cả nhà. Anh em mình cột cua và đi tiếp. Dạ, thọc xuống cái động. Dạ đây cả nhà ơi. Anh em mình đi qua đây nè. Phát hiện một cái hang. Hang này hang cái hang nè, nước giờ nó dâng nó ngập vô cái hang này cả nhà. Hang có đào lớn. Luôn. Cũ rồi cả nhà, dập mình thọc thử nha cả nhà. Có nó cắn là đụng cả nhà ơi. Kia dưới để làm quân nó rộng á, nó cắn sau lưng cái chỗ cái tay luôn mà nó không trúng.
bò lên trên ha anh, hay là nó nằm dưới đó rồi? Chứ nó bò lên trên đó. Đó, nhiều nhiều cái quỳ, quỳ đây nè. Quỳ này nghe chỗ đây này nó mới cái quỳ lên này. Nè nó đục lên nè, nó bò lại. Đó, nó đây 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 đây, đây kia kia. Đây. Một càng nữa sao ta? Một càng nữa hả? Ừ. Một càng nữa. Chắc không? Chắc à? Ngắt không? Càng cái nè. Cái vậy ta? Đọc. Càng bá luôn. Wow. Chắc cả nha. Đây cũng hên. Càng này nó mới lú lú, nó chứ mày lú lại chút xíu nữa cả nha. Giờ hai anh em mình sẽ cột lại và đi tiếp nha cả nhà. Dạ đây cả nhà, hai anh em mình đi qua đây nè, phát hiện một con cua đang nằm ngủ rồi cả nhà. Đây, quay cẩn thận luôn. Ồ, to cả nhà. Trời ơi, con to đúng không? Anh chạy hừng đúng không? Cho con cái nằm dưới nữa, nằm bây giờ nằm cho cặp. Tột qua sau, cho nó bò lên trên luôn anh nè. Ồ, nó đỏ quá. Bộ con này phải ba lần mấy. Con cua cái, cua cá anh. Cái thì ớt hả? Lột rồi, quái lột rồi. Mới lột rồi. Lột rồi. Hùng đúng không? Đúng rồi, gãy. Cái đây kìa. Ồ, nó trắng thế. Kinh vậy. Này thôi, nó nằm dưới cái lũ. Cái này mà nằm trong hang thôi, nó không có gì. Chắc quá mà. Máy ra, xin máy ra đi. Nè, chi cho hót cái tờ. Lên bờ rồi cả nhà. Gúa một hụt quá luôn. Cua cái mà nó giữ cặp nó hung. Chắc không? Ừ. Đã. Ồ, to quá mà. Cái bò nữa cả nhà. Cho chị bột. Cuối năm thôi. Đỏ quá nha. Này con cái nè cả nhà. Con này vừa mới lột rồi tấu. Đỏ nó, đỏ con cái lột nè. Đỏ con lột mà em bự coi. Này cả nhà. Cặp cua cả nhà. Cặp cua. Còn cua đực nó đỏ lè lét. Ừ, chắc. Rồi, giờ anh em mình đi tiếp nha cả nhà. Thôi anh rồi. Vậy đây cả nhà, anh em mình đi qua đây phát hiện cái hang cũ nha cả nhà. Dấu chân nè cả nhà. Đây nó có dấu chân bám xuống. Hang ngóc. Đây là bên kia hang ngóc nha cả nhà. Sâu cả nhà ơi. Hai tay không hết. Ha sâu cái tay, em thập tay bên đó thôi tại. Ừ, mừng quá tay. Hàng này nó sâu quá, anh em thọc hai bên nha cả nhà. Đụng em. Ấy. Đụng cái nhà ơi. Tại đụng cái nhà ơi. Vô hang hết nó to sạch ha, trên miệng hang này có dấu chân nè. Đây có ngon luôn ngóc ở đây nè cả nhà. Tại đụng rồi, họ bị cắn rồi.
đùa lên được không? Nó cho nhả cho chạy xuống lại 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 đó đi. Nó nhẹ chứ. Nắm được nó không? Không, nó cắn có mép tay à. Tại bị cắn đó nha. Giờ chờ tay nó lừa cho nó nhả ra xong rồi mình bắt tiếp. Thấy chưa? Giờ mình rực mạnh lên nên scan nó sẽ gãy cả nha. Còn cái guitar sọc xuống nắm nắm ra không? Đưa 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 thọc tay xuống nắm nắm ra luôn nha. Nè nó cắn rồi. Nhẹ nhẹ. Nè xuống cắn lại. Qua đó rồi nè. Nè luôn rồi. Đúng không? Em bắt, anh bắt đây. Để em bắt, anh bắt được dễ hơn không? Em bắt đấy, anh không được việc nhiều. Để em. Chuẩn bị lên cái nhé. Cùng lắm không? Xin lỗi nhé. Cái quá. Cái sao chưa? Chú, cái cả nhà, một gạch. Nhầm hai phép, ba phép. Đập cho. Không dữ không? Đây cả nhà, cũng được lạng lạng mấy cả nhà. Giờ hai anh em mình cột lại đi tiếp nha cả nhà. Càng bén lắm. Giờ đây cả nhà. Hai anh em mình đi qua đây nè. Phát hiện dấu chân quá trời nó đi ăn qua đây nè cả nhà. Quá trời luôn. Đi qua anh chị. Qua đây hai anh em mình phát hiện cái hang nè. Miếng tay dẹp mấy cái này ra mới thấy cái hang nha. Sớm xốp nó chia lại hết rồi, dẹp ra mới thấy. Giờ anh Đặng bắt thử có không cả nhà. Trời có dấu nè. Dấu. Hết hồn. Tôi nằm ngay miệng hang luôn cả nhà. Lạ mình cũng hết hồn chưa. Chùi xuống hả? Ù và cu cái bự rồi. Bự cả nhà ơi. Tưởng cái càng nhỏ, tưởng mà cu nhỏ chứ coi. Bé luôn. Dở nhẹ dưới ta. Giờ bỏ kẹt. Nếu mà nó chạy thôi là nếu mà nó chạy là nó nhẹ kẹt. Thôi thấy dấu chân ở bên kia. Đi qua đây thấy cái hàng chưa kịp thọc tay nó có đụng dẹt qua nó đưa xuống cái nhà. Tưởng là nhỏ, tưởng cu nãy nó thọc cái càng lên tưởng cu nhỏ chứ. Ai ngờ mà cu cái coi. Bự quá. Lần mấy hai lần. Ồ, đây cái nhà. Cái cái nhà. Ồ. Cái cu bự gạch cái gạch. Vẫn luôn. Mới thấy phát hiện mấy dấu chân nè, à, chân anh đi qua nè. Dấu nè. Như anh chui xuống đây anh nằm. Này như cái hàng của cú sao cho anh chui anh nằm đỡ thôi chứ. Rồi hai anh em mình sẽ cột lại và đi tiếp cái này.
Đây đây cả nhà. Anh em mình đi qua đây phát hiện cái hang này nha. Trên bờ khô luôn cả nhà. Nằm ở trên bờ khô luôn. Cây gần đã của bác sĩ. Đấu đào rồi cả nhà. Heo trong nó ổn không? Nhỏ nhỏ vậy. Nhỏ hả? Ừ. Chặt hết. Vô càng nhỏ. Vô cổ. Còn tàn. Ổn không? Ừ, còn đỡ đào mà. Đã, để em lại dân xíu. Có đâu, đi rồi hả? Này cái này nó phải ăn vô xong một lúc là kịp. Cú nó đâu đào sâu cỡ này đâu. Cua chứ mà điều lớn hay nhỏ thì chưa biết thôi. Thấy không? Thấy con cú rồi đó. Cú này con gì? À thấy con cú rồi đó. Cứ viền cho được cú. Quê rồi đó. Ừ, cái quê lấy cái cây thật cứu không? Cứu rồi nè. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Thôi 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 thôi. Thôi cứu rồi nè, cứu rồi nè. Cứu hả? Ờ, cứu rồi. Ủa? Không. Cứu mà sao nó ở chung lại cua được hai ta? Cứu có cứu đó, mình đều mình bắt nó chạy vô chứ chẳng chạy vô. À, đi táo nó động nó ủi vô luôn á. Đó. Tưởng con cứu lại xong rồi chứ. Lận đó hả anh? Xác cái nằm xác xác. Đi ra đây nha. Đây, chuẩn bị đây. Chắc con này cũng nhỏ mà cũng lãng lãng hơn. Anh cái nhà ơi. Vâng. đừng bỏ cuộc lại chứ. Bạn mấy á. Ờ, cũng được. Chắc là đẹp sâu cỡ này mà. Đây cái nhà ơi. Tưởng cứu nằm đó thấy mấy cái việc cứu rồi thấy xong rồi chứ. Thôi cái nhà ơi, bỏ ra cả nhà. Mình ngây mình mới thọc cái tiếp. Chứ cứu thường thường nó đâu có đào hang sâu cỡ này đâu. Cũng cỡ làng máy. Rồi. Anh em mình sẽ cột lại và đi tiếp. Này mé biển này. Đây cả nhà. Hai anh em mình bắt trong đó nó cũng hết rồi. Giờ cũng trễ rồi cả nhà, nước nó lên cao rồi. Đây, đây là thành quả của một vụ bắt cua của hai anh em mình nha cả nhà. Khá là nhiều. Lớn lớn rồi. Lớn. Cả nhà. À, 1 2 3 4 5 6 con à, cua cái sữa cua to chắc không cái gì dạ đây cả nhà giờ cũng đã trễ rồi hai anh em mình sẽ về hẹn cả nhà vào những clip lần sau cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng hai anh em mình trong một năm qua cảm ơn cả nhà chào cả nhà. Đây là biển Đầm Nại Ninh Thuận.